Có lẽ một số người trong chúng ta cũng có vài lần cảm thấy khó chịu khi đang nghe nhạc trên YouTube rồi chuyển sang một ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook Messenger, thì nhạc lại tắt. Chương trình thủ thuật ngày hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị khán giả cách thức mở YouTube chạy ngầm trên cả hệ điều hành Android và iOS bằng một số mèo nhỏ thông qua bên ứng dụng thứ ba. Bằng cách này, chúng ta vẫn có thể vừa nghe nhạc phát trên YouTube, vừa thoải mái làm những việc khác. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hệ điều hành Android. Với hiệu điều hành này thì cơ bản chúng ta chỉ việc mở YouTube trên Chrome, sau đó chuyển sang giao diện desktop và phát nhạc. Chi tiết như sau. Sau khi mở YouTube bằng Chrome, quý vị lưu ý là chúng ta mở trên Chrome chứ không phải là mở bằng ứng dụng YouTube trên điện thoại nha. Sau đó bấm vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải, chọn Request Desktop Site. Chúng ta chọn video hoặc list nhạc mà chúng ta muốn nghe và nhấn play. Lúc này dù có ẩn Chrome xuống thì nhạc vẫn phát và có thể ngừng hoặc tiếp tục thông qua menu thông báo hiển thị trên thanh notification vuốt từ trên xuống. Ngay từ lúc này thì máy sẽ phát nhạc YouTube cho dù bạn ấn Chrome để chuyển sang ứng dụng khác. Đối với iOS thì chúng ta sẽ cần trợ giúp đến từ một bên thứ ba. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng Dolphin. Chúng ta sẽ mở YouTube trong ứng dụng Dolphin. Nhớ là mở trên Dolphin nhé. Chọn bài hoặc list nhạc cần phát, sau đó ấn play. Sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm nút home để trở về màn hình chính và tự do thực hiện những công việc khác mà không cần quan tâm đến việc nhạc sẽ bị ngừng phát nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chỉnh phát, ngừng, nhanh chóng ngay trong control center. Hy vọng là với thủ thuật nhỏ đơn giản như trên, quý vị sẽ thoải mái sử dụng nghe nhạc trên YouTube mà vẫn có thể tự do thực hiện được những công việc khác.